Chương 9 Chiếu sáng tuệ quang. Dẫn nhập. Các kinh văn được trích dẫn trong chương 8 xem hành thiền như là một pháp tu tập tâm, nhắm đến một công phu có hai mặt: làm tĩnh lặng tâm và tạo minh quán. Tâm tĩnh lặng, an định là nền tảng của minh quán. Tâm tĩnh lặng quan sát các hiện tượng khi chúng sinh sinh và diệt, và từ việc quan sát liên tục và thăm dò thẩm tra, phát sinh tuệ minh sát cao thượng về mọi hiện tượng, mọi pháp. Khi trí tuệ bắt đầu có đà, tuệ ấy thâm nhập càng lúc càng thâm sâu vào bản chất của sự vật, mà đỉnh cao trong sự hiểu biết đầy đủ và toàn diện được gọi là giác ngộ. Từ Pali, Banna, dịch ở đây là trí tuệ, từ Sanskrit tương đương là từ Bát Nhã. Từ đó làm tên cho các bộ kinh Đồ Sộ, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Phật giáo Đại Thừa. Ý tưởng của Bát Nhã là công cụ chủ yếu trên con đường đến giác ngộ. Tuy nhiên, ý tưởng đó không bắt nguồn từ văn học Bát Nhã, nhưng đã nằm sâu trong giáo lý của Phật giáo sơ kỳ. Các bộ Nikaya, Sambanna không chỉ như là một điểm của học thuyết, mà là một chủ đề phong phú cho các ảnh dụ. Như thế, kinh văn chương 9, bài kinh số 1, bài kinh số 2 nói về Banna tương ứng như một ánh sáng và như một con dao bén. Nó là ánh sáng tối thượng vì nó soi sáng bản chất thực sự của sự vật và xua tan bóng tối của sự ngu dốt. Nó là con dao bén, con dao đồ tể sắc bén, vì cắt thông qua các đám rối của những ô nhiễm và từ đó mở ra con đường giải thoát. Từ Bali, Banna có gốc động từ na, có nghĩa là biết, với tiếp đầu ngữ ba để làm cho từ gốc có ý nghĩa năng động hơn. Vì vậy, Banna, Braina có nghĩa là biết hoặc hiểu biết, không phải là một vật sở hữu, nhưng là một hành động. Hành động biết, hành động của sự hiểu biết, hành động nhận biết. Trong Pali, động từ Pajanati, người hiểu biết, chuyển tải ý nghĩa này có hiệu quả hơn danh từ tương quan Banna. Banna có ý nghĩa như là một loại hiểu biết cao cả hơn những gì chúng ta hiểu biết. Thí dụ như hiểu biết về một đoạn khó khăn trong cuốn sách giáo khoa về kinh tế, hay những ngụ ý trong một tranh luận pháp luật. Banna biểu thị sự hiểu biết phát sinh thông qua tu tập tâm linh, soi sáng bản chất thực sự của sự vật và lên đến đỉnh điểm của tâm thanh tịnh và giải thoát. Vì lý do này, mặc dù có nhiều hạn chế, tôi tiếp tục sử dụng từ quen thuộc là trí tuệ, tuệ giác. Văn học Phật giáo đương đại thường truyền tải hai ý tưởng về Banna, vốn đã trở thành gần như tiên đề trong sự hiểu biết phổ thông về Phật giáo. Đầu tiên, Banna là hoàn toàn vượt qua quan niệm và lý luận, một loại nhận thức vượt qua tất cả các quy luật của tư duy logic. Thứ hai, Banna phát sinh tự động thông qua một hành động của hoàn toàn trực giác, đột ngột và tức thời, với một ánh chớp rực rỡ của tia sét. Hai ý tưởng này về Banna được kết nối chặt chẽ. Nếu Banna bất chấp tất cả quy luật của tư tưởng, nó không thể được tiếp cận bằng bất kỳ loại hoạt động khái niệm nào, nhưng có thể chỉ phát sinh khi các hoạt động lý trí, phân biệt, khái niệm của tâm bị mất hiệu lực. Và sự đình chỉ này của mọi khái niệm gần giống như sự phá hủy của một tòa nhà, phải thật nhanh chóng. Một băng hoại của tư tưởng không được chuẩn bị trước bởi bất kỳ sự thuần thục dần dần của hiểu biết. Như vậy, trong sự hiểu biết phổ thông này về Phật giáo, Banna bất chấp tính hợp lý và dễ dàng trượt vào sự khôn ngoan điên rồ, một cách thức bất khả tri, dị thường, liên quan đến thế giới nhảy múa trên bờ ranh mỏng giữa tính siêu hợp lý và sự điên cuồng. Ý tưởng như vậy về Banna hoàn toàn không tương thích với những lời dạy ghi trong các bộ Nikaya, vốn luôn luôn đề cao tính ôn hòa, minh mẫn và tỉnh táo.
hãy xem xét hai điểm trên theo thứ tự ngược lại. Thứ nhất, khác xa với tính phát sinh một cách tự nhiên. Banna trong các bộ kinh Nikaya là rõ ràng có điều kiện phát sinh từ một khuôn mẫu của những nguyên nhân và điều kiện. Thứ hai, Banna không phải là sự hiểu biết thuần túy qua trực giác, nhưng là sự hiểu biết cẩn thận, tách bạch rằng ở những giai đoạn nhất định nào đó có liên quan đến các hoạt động khái niệm chính xác. Banna được hướng đến các lĩnh vực cụ thể của sự hiểu biết. Những lĩnh vực này được biết đến trong các chú giải Pali là dùng đất của trí tuệ, phải được thẩm tra kỹ lưỡng và nắm vững thông qua sự hiểu biết về khái niệm. Trước khi tuệ quán trực tiếp không khái niệm có thể hoàn tất hiệu quả công việc của mình, để nắm vững chúng đòi hỏi phải có sự phân tích, phân biệt và nhận thức. Từ khối lượng lớn lao của các sự kiện, hành giả phải có khả năng rút ra những mô hình cơ bản, nền tảng cho tất cả các kinh nghiệm và sử dụng các mô hình này như khuôn mẫu cho việc suy quán chặt chẽ về kinh nghiệm của mình. Tôi sẽ nói nhiều hơn về điều này trong những đoạn sau. Các cơ sở có điều kiện để phát triển trí tuệ được quy định trong cấu trúc ba lớp của sự tu tập trong Phật giáo. Như chúng ta đã thấy, trong ba học phần của con đường Phật giáo, giới học hoạt động như là nền tảng của tâm định, và định học là nền tảng của tuệ giác. Như vậy, điều kiện tức thời để phát sinh trí tuệ là tâm định. Như Đức Phật thường nói, này các tỳ khưu, hãy phát triển tâm định. Một người có định tâm sẽ thấy các sự vật như chúng thực sự là. Để nhìn thấy sự vật như chúng thực sự là công việc của trí tuệ. Cơ sở tức thời cho cái thấy chính xác này là tâm định. Bởi vì tâm định tùy thuộc vào hành động đúng đắn về thân và khẩu, giới học cũng là một điều kiện cho trí tuệ. Kinh Văn chương 9 đoạn 2 đưa ra một danh sách đầy đủ hơn về 8 nguyên nhân và điều kiện để đạt được trí tuệ cơ bản cho đời sống tâm linh và để làm cho trí tuệ được chín mùi. Quan tâm đặc biệt là điều kiện thứ 5, trong đó không chỉ về học hỏi giáo pháp để phát triển trí tuệ mà còn quy định một chương trình tuần tự của sự tu học. Đầu tiên, hành giả phải học nhiều về những giáo lý hoàn hảo ở khúc đầu, hoàn hảo ở khúc giữa và hoàn hảo ở khúc cuối. Rồi hành giả phải ghi nhớ chúng, sau đó tụng đọc to tiếng, rồi dùng trí để thẩm tra chúng, và cuối cùng là thâm nhập chúng với quan kiến. Bước cuối cùng có thể được xem tương đương với tuệ quán trực tiếp, nhưng tuệ quán ấy phải được chuẩn bị bởi các bước đầu tiên để cung cấp thông tin cần thiết giúp việc thấu đạt được khởi sinh. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng trí tuệ không tự động phát sinh trên cơ sở của tâm định, nhưng phụ thuộc vào một sự hiểu biết về khái niệm rõ ràng và chính xác của giáo pháp, do nghiên cứu, suy tư và suy niệm sâu sắc về những lời giảng dạy. Là một chi phần của Bát Chi Thánh Đạo, trí tuệ được gọi là chánh kiến. Kinh Văn chương 9 đoạn 3, một phiên bản rút gọn của bài kinh Samadhi Sutta, bài thuyết giảng về chánh kiến. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 9, cho một tổng quan tuyệt vời về mảnh đất của trí tuệ. Đại đức Xá Lợi Phất, vị đệ tử của Đức Phật xuất sắc về trí tuệ, giảng bài kinh này cho một nhóm các tỳ khưu độc tu. Từ xa xưa, bài kinh này đã được dùng làm căn bản Phật học tại các tu viện ở miền Nam châu Á. Theo chú giải cổ điển về bài kinh này, chánh kiến có hai phần. Chánh kiến qua khái niệm, hiểu biết thông minh rõ ràng về giáo pháp, và chánh kiến qua trải nghiệm, trí tuệ trực tiếp thâm nhập vào giáo pháp. Chánh kiến qua khái niệm được gọi là chánh kiến phù hợp với những sự thật, là một sự hiểu biết đúng đắn về giáo pháp bằng cách nghiên cứu và kiểm tra lời dạy của Đức Phật một cách có chiều sâu. Hiểu biết như vậy, mặc dù khái niệm hơn là trải nghiệm, không có nghĩa là khô khan, cằn cỗi. Khi bắt nguồn từ niềm tin
vào sự giác ngộ của Đức Phật và thúc đẩy bởi một quyết tâm mạnh mẽ để thực chứng giáo pháp. Sự hiểu biết ấy là mầm mống mà từ đó chánh kiến thực nghiệm được tiến hóa và vì thế trở thành một bước quan trọng trong sự phát triển trí tuệ. Chánh kiến qua trải nghiệm là việc thực chứng những chân lý của giáo pháp. Trên tất cả là về Tứ Thánh Đế qua kinh nghiệm trực tiếp của mình. Vì lý do này, nó được gọi là chánh kiến thấm sâu vào chân lý. Để đi đến sự thâm nhập trực tiếp này, hành giả bắt đầu với sự hiểu biết về khái niệm đúng đắn, về giảng dạy và qua thực hành, chuyển hóa sự hiểu biết đó thành tri giác trực tiếp. Nếu chánh kiến qua khái niệm được so sánh với bàn tay nắm bắt sự thật với sự trợ giúp của các khái niệm, chánh kiến qua trải nghiệm có thể được so sánh với con mắt. Đó là con mắt của trí tuệ, tầm nhìn của pháp, thấy trực tiếp vào chân lý tối hậu, che giấu chúng ta bấy lâu nay bởi tham lam, sân hận và si mê. Bài kinh Chánh Tri Kiến là nhằm làm sáng tỏ những nguyên tắc cần được thấu hiểu nhờ chánh kiến qua khái niệm và cần được thấm nhập nhờ chánh kiến qua thực nghiệm. Ngài Xá Lợi Phất giảng rộng những nguyên tắc này dưới 16 tiêu đề. Các điều thiện và bất thiện, bốn chất dinh dưỡng của đời sống, Tứ Thánh Đế, 12 yếu tố của duyên sinh và các lậu hoặc. Cần lưu ý rằng, từ phần thứ hai để kết thúc bài kinh, Ngài tạo khung cho tất cả các giải trình của mình, theo cùng một khuôn mẫu, một mô hình cho thấy các nguyên tắc của các điều kiện để được dàn dựng cho toàn bộ bài giảng. Bất kỳ hiện tượng nào Ngài đưa ra, Ngài diễn giải bằng cách đưa ra ánh sáng tính chất riêng biệt của nó, sự phát sinh, sự tận diệt của nó và cách thức đưa đến tận diệt. Do đây là mô hình nền tảng của Tứ Thánh Đế, tôi sẽ gọi đó là mô hình bốn sự thật. Mô hình này tái diễn trong suốt các bộ Nikaya như là một trong những khuôn mẫu chính, mà qua đó các hiện tượng được xem xét để đạt đến trí tuệ thật sự. Ứng dụng của mô hình là để chỉ rõ ràng không có thực thể nào là cô lập và tự đóng kín, nhưng đúng hơn, đều có liên quan đến những thứ khác trong một mạng lưới phức tạp của các tiến trình duyên sinh. Chìa khóa để giải thoát nằm trong sự hiểu biết những nguyên nhân duy trì mạng lưới này và đưa chúng đến kết thúc ngay trong chính mỗi người. Điều này được thực hiện bằng cách thực hành Bát Chi Thánh Đạo, con đường để dập tắt những nguyên nhân đó. Chánh kiến siêu thế phát sinh bằng việc thâm nhập một trong 16 đề mục giải trình trong bài kinh, xảy ra qua hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên là chánh kiến của bậc hữu học. Người môn đệ đã bước vào con đường giải thoát, không quay trở lại, nhưng vẫn chưa đạt đến điểm cuối. Giai đoạn này được đánh dấu bằng những từ ngữ mở đầu trong từng đoạn kinh. Một người có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp. Những lời này biểu thị chánh kiến như một tầm nhìn về các nguyên tắc chân chính. Tuệ giác đã khởi xướng sự thay đổi cơ bản trong vị ấy, nhưng chưa hoàn tất. Giai đoạn thứ hai là chánh kiến siêu thế của một vị A-la-hán, được mô tả bởi những từ ngữ kết thúc của mỗi đoạn. Những lời này cho thấy rằng vị đệ tử đã dùng chánh kiến để diệt trừ phiền não còn lại và được hoàn toàn giải thoát. Trong phần 4, chúng ta đề cập đến những gì tôi gọi là lĩnh vực của trí tuệ, các khu vực được khám phá và thâm nhập bởi minh quán. Nhiều kinh văn trong phần này trích từ Tương Ưng Bộ, mà các chương chính có liên quan đến những học thuyết chính của Phật giáo sơ kỳ. Tôi chọn trích ở đây các bài kinh về năm uẩn, sáu căn, các yếu tố hay giới trong bộ số khác nhau, duyên sinh và Tứ Thánh Đế. Khi khảo sát những trích lục này, chúng ta sẽ nhận thấy có vài hình thái trùng lặp. Chương 9, đoạn 4, bài kinh thứ nhất, Ngũ Uẩn. Ngũ uẩn, năm tập hợp, là phân loại chính mà các bộ kinh Nikaya sử dụng
để phân tích kinh nghiệm của con người. Năm quẩn là: 1. Sắc, các thành phần vật lý của kinh nghiệm. 2. Thọ, các giai điệu tình cảm của kinh nghiệm, dễ chịu, đau đớn hoặc trung tính. 3. Tưởng, việc xác định mọi vật thông qua nhãn hiệu và tính năng đặc biệt của chúng. 4. Hành, một thuật ngữ cho các nhân tố tinh thần phong phú liên quan đến ý chí, sự lựa chọn và ý định. Và 5. Thức, sự nhận thức phát sinh thông qua một trong 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khảo sát năm quẩn này, chủ đề của tương ưng quẩn là rất quan trọng trong giáo huấn của Đức Phật, vì ít nhất có 4 lý do. Đầu tiên, năm quẩn là sự quy chiếu cuối cùng trong sự thật cao quý đầu tiên, sự thật cao quý về khổ. Xem phần trình bày của Khổ Đế trong Kinh Văn chương 2 đoạn 5. Và vì tất cả 4 sự thật xoay quanh khổ, sự hiểu biết các quẩn là điều cần thiết cho sự hiểu biết về toàn bộ Tứ Thánh Đế. Thứ hai, năm quẩn là lĩnh vực đối tượng của chấp thủ và như thế góp phần vào nguyên nhân của tương lai đau khổ. Thứ ba, bám thủ vào ngũ quẩn phải được loại bỏ để đạt được giải thoát. Và thứ tư, loại trí tuệ cần thiết để loại bỏ sự bám chấp là sự hiểu biết chính xác rõ ràng về bản chất thật sự của các quẩn. Chính Đức Phật đã nói rằng, khi nào Ngài vẫn chưa thông hiểu năm quẩn về bản chất của chúng, sự phát sinh, tận diệt và con đường để tận diệt chúng, Ngài không tuyên bố đã đạt được giác ngộ toàn hảo. Sự hiểu biết đầy đủ của năm quẩn là một nhiệm vụ Ngài chỉ thị cho các vị đệ tử phải thực hiện. Ngũ quẩn, Ngài nói, là điều phải được thông hiểu đầy đủ. Sự liễu tri đó mang đến diệt tận, tham, sân, si. Kinh Tư Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 23. Chữ Khanda có nghĩa là trong số những ý nghĩa khác, một đống hoặc khối lượng. Năm quẩn được gọi như vậy vì mỗi quẩn kết hợp dưới một tên gọi gồm nhiều hiện tượng đa dạng, chia sẻ cùng một đặc tính rõ nét. Như vậy, trong bất cứ hình sắc nào, quá khứ, tương lai hoặc hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần, được đưa vào sắc quẩn. Bất cứ cảm giác nào, quá khứ, tương lai hoặc hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần, được đưa vào thọ quẩn. Và tương tự như thế cho mỗi quẩn khác: tưởng, hành, thức. Kinh Văn chương 9 đoạn 4 bài kinh số 1 phần A liệt kê với các từ đơn giản về thành phần của mỗi quẩn và cho thấy rằng mỗi quẩn phát sinh và chấm dứt trong tương quan với các điều kiện cụ thể của riêng nó. Bát chi thánh đạo là con đường để mang lại tận diệt cho mỗi quẩn. Ở đây chúng ta tìm thấy mô hình 4 sự thật áp dụng cho 5 quẩn, một ứng dụng khá hợp lý từ vai trò của 5 quẩn trên bài sự thật cao quý đầu tiên. Kinh văn này nêu ra sự khác biệt giữa các bậc hữu học và vị A-la-hán, tương tự trong bài kinh Chánh Tri Kiến. Các bậc hữu học đã trực nhận được 5 quẩn qua mô hình 4 chân lý và đang thực hành để chúng phai đi và tàn diệt. Do đó, các vị ấy đã đạt được một chỗ đứng trong pháp và luật này. Vị A-la-hán cũng đã trực nhận được 5 quẩn qua mô hình 4 chân lý, nhưng vị ấy đi xa hơn so với các bậc hữu học. Vị ấy đã tận diệt mọi dính mắc vào các quẩn và được giải thoát bởi không chấp thủ. Vì vậy được gọi là một vị vẹn toàn, không thể được mô tả bằng các sự tái sinh luân hồi. Một bài giáo lý giảng chi tiết về các quẩn từ nhiều góc độ khác nhau có thể được tìm thấy trong Kinh Văn chương 9 đoạn 4 bài kinh số 1 phần B.
Bởi vì năm uẩn tạo ra những kinh nghiệm thông thường của chúng ta là mục tiêu bám thủ. Chúng từng được gọi là ngũ thủ uẩn. Bám thủ vào năm uẩn xảy ra trong hai cách thức chính mà chúng ta có thể gọi là sự chiếm hữu và tự động hóa. Ta hoặc nắm bắt lấy chúng và sở hữu chúng, đó là chiếm hữu, hoặc ta sử dụng chúng như là cơ sở cho quan điểm về cái ngã của mình, hoặc để so sánh tôi tốt hơn, tốt bằng, kém hơn so với những người khác. Đó là tự động hóa với chúng. Như trình bày trong kinh điển Nikaya, chúng ta có xu hướng suy nghĩ về các uẩn như sau: cái này là của tôi, đây là tôi, đây là cái ngã của tôi. Trong câu này, khái niệm cái này là của tôi đại diện các hành vi chiếm hữu, một chức năng của tham ái. Các khái niệm đây là tôi và đây là cái ngã của tôi đại diện cho hai loại xác định, thể hiện sự so sánh và quan kiến. Ngũ uẩn dựa theo các bài kinh trong Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh 56-57 và chương 22, bài kinh 95. Uẩn sắc là tứ đại và các dạng thức thuộc sinh, duyên với dưỡng tố, ví dụ bọt nước. Uẩn thọ là sáu loại thọ, từ tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, duyên với tiếp xúc, ví dụ bong bóng nước. Uẩn tưởng là sáu loại tưởng về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, duyên với tiếp xúc, ví dụ ráng mặt trời. Uẩn hành là sáu loại nghiệp hành có liên hệ đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, duyên với tiếp xúc, ví dụ thân cây chuối. Uẩn thức là sáu loại thức về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, duyên với danh và sắc, ví dụ trò ảo thuật. Từ bỏ tham ái là rất khó khăn, vì tham ái được củng cố bởi những quan kiến. Tìm cách hợp lý hóa các uẩn như là sự hiện diện của cái ta, và do đó trang bị cho tham ái bằng một lá chắn bảo vệ. Loại quan kiến mà nằm ở dưới cùng của tất cả các khẳng định của ngã tính được gọi là thân kiến. Các bài kinh thường đề cập đến 20 loại thân kiến có được do quan niệm xem cái ngã ở một trong bốn mối quan hệ với một trong năm uẩn, là chính nó, là sở hữu nó, là chứa nó, hoặc là ở trong nó. Các phàm phu vô văn nắm giữ một vài loại thân kiến. Các vị thánh đa văn đệ tử đã nhìn thấy với trí tuệ về bản chất vô ngã của các uẩn, không còn xem các uẩn như một tự ngã hoặc thuộc về ngã. Chấp nhận bất kỳ thân kiến nào đều là nguyên nhân gây ra lo lắng và căng thẳng. Nó cũng là một di xích buộc giữ chúng ta vào luân hồi. Xem ở trên và Kinh Văn chương 1 đoạn 2 bài kinh số 3, Kinh Văn chương 1 đoạn 4 bài kinh số 5. Tất cả những lậu hoặc cuối cùng rồi cũng đều xuất phát từ sự vô minh, nằm ở dưới cùng của tất cả vòi đau khổ và ràng buộc. Vô minh tạo ra một cái lưới của ba ảo tưởng bao trùm các uẩn. Những ảo tưởng ấy là những ý niệm rằng năm uẩn là thường hằng, là một nguồn hạnh phúc đích thực và là một tự ngã. Trí tuệ cần thiết để phá vỡ phép thuật của những ảo tưởng này là cái nhìn sâu sắc vào năm uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Điều này được gọi là trực nhận ba đặc tính của hiện hữu, tam pháp ấn. Một số bài kinh dường như được hiểu chỉ cần có cái nhìn sâu sắc vào một trong ba đặc tính riêng lẻ là đủ để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, ba đặc tính đang xen chặt chẽ, và do đó công thức phổ biến nhất được tìm thấy trong kinh điển Nikaya được xây dựng dựa trên mối quan hệ nội bộ của chúng. Lần đầu tiên được nêu ra trong bài giảng thứ hai của Đức Phật ở Ba La Đại, Kinh Văn chương 9 đoạn 4 bài kinh số 1
Phần C. Công thức sử dụng đặc tính của vô thường để biểu lộ đặc tính của khổ đau, và cả hai cùng nhau hiển lộ đặc tính của vô ngã. Các bài kinh đi theo cách gián tiếp này đưa đến đặc tính vô ngã. Bởi vì bản chất vô ngã của vạn vật là rất tinh tế, mà thông thường nó có thể không được nhìn thấy, ngoại trừ khi được chỉ đến bởi hai đặc tính kia. Khi chúng ta nhận ra rằng những điều ta xác định là tự ngã vốn là vô thường và gắn bó với đau khổ, chúng ta nhận ra rằng chúng thiếu các dấu hiệu thiết yếu của một bản ngã đích thực. Từ đó, chúng ta không còn tự đồng hóa với chúng. Các diễn giải khác nhau của ba đặc tướng như thế cuối cùng hội tụ về việc xóa tan chấp thủ. Chúng làm như vậy bằng cách hiển thị đối với mỗi quận: đây không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là cái ngã của tôi. Điều này làm cho cái nhìn sâu sắc vào vô ngã là đỉnh cao và làm viên mãn của quán soi về ba đặc tính. Trong khi đặc tính của vô ngã là thường được tiếp cận thông qua hai đặc tính kia. Như trong kinh văn chương 9, bài kinh số 1, phần D. Đôi khi đặc tính này được trình bày trực tiếp. Một ví dụ về cách tiếp cận trực tiếp về vô ngã là kinh văn chương 9, đoạn 4, bài kinh số 1, phần E. Bài kinh về bọt nước sử dụng năm ví von đáng nhớ để hiển lộ bản chất trống rỗng của năm quẩn. Theo công thức chuẩn, cái nhìn sâu sắc vào năm quẩn là vô thường, khổ và vô ngã, đưa đến nhàm chán, ly tham và giải thoát. Một người đạt giải thoát sau đó có được tri kiến và tri kiến giải thoát, một sự đảm bảo rằng dòng luân hồi đã được dừng lại và không còn cần phải làm gì nữa. Một mô hình khác mà các kinh điển thường áp dụng đối với năm quẩn và cho các nhóm khác của mọi hiện tượng là bộ ba của vị ngọt, nguy hại và xuất ly. Kinh văn chương 6, đoạn 2, bài kinh số 1 và bài kinh số 3. Trích từ Tăng Chi Bộ, áp dụng bộ ba này đối với thế giới như một toàn thể. Các bài kinh trong Tứ Ưng Bộ áp dụng một cách thức tương tự riêng với mỗi quẩn, xứ và giới. Những niềm vui và hỷ lạc của mỗi quẩn, mỗi xứ, mỗi giới là sự thỏa lòng, vị ngọt, sự vô thường của chúng, sự lan tỏa của đau khổ và bản chất thay đổi của chúng là nguy hại, và từ bỏ khát vọng và ham muốn chúng là xuất ly, thoát ra khỏi chúng. Chương 9, đoạn 4, bài kinh số 2, sáu xứ. Tương ưng sáu xứ hay sáu căn. Tương Ưng Bộ, chương 35, gồm hơn 200 bài kinh ngắn về các xứ. Sáu nội và ngoại xứ cung cấp một cái nhìn về toàn bộ các trải nghiệm, tuy khác với cái nhìn bởi các quẩn, nhưng bổ sung cho cái nhìn ấy. Sáu cặp xứ, nội và ngoại xứ là các cơ quan cảm giác sáu căn và đối tượng tương ứng sáu trần, hỗ trợ phát sinh các nhận thức tương ứng sáu thức. Bởi vì chúng làm trung gian giữa thức và các đối tượng của nó, nội xứ được nói đến như là căn cứ để tiếp xúc. Tiếp xúc là đem căn, trần, thức đến chụp với nhau. Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Nội xứ căn là mắt, ngoại xứ trần là sắc. Loại ý thức phát sinh từ sáu xứ thức là nhãn thức. Nội xứ tai, ngoại xứ thanh. Loại ý thức phát sinh từ sáu xứ là nhĩ thức. Nội xứ mũi, ngoại xứ hương. Loại ý thức phát sinh từ sáu xứ là tỷ thức. Nội xứ lưỡi, ngoại xứ vị. Loại ý thức phát sinh từ sáu xứ là thiệt thức. Nội xứ thân, ngoại xứ xúc. Loại ý thức phát sinh từ sáu xứ là thân thức. Nội xứ ý, ngoại xứ pháp. Loại ý thức phát sinh từ sáu xứ là ý thức. Năm căn và năm trần đầu tiên là dễ hiểu,
Nhưng cặp thứ sáu, tâm hay ý và hiện tượng hay pháp, có một số khó khăn. Nếu chúng ta xem hai từ này tương tự với các cặp đồi xứ và ngoại xứ kia, chúng ta sẽ hiểu ý căn hỗ trợ cho sự phát sinh của ý thức và cơ sở hiện tượng là phạm vi đối tượng của ý thức. Dựa trên giải thích này, tâm có thể được xem như là các dòng chảy thụ động của ý thức. Từ đó, ý thức khái niệm hoạt động nổi lên. Pháp hay hiện tượng như các đối tượng thuần túy tinh thần, như những gì hiểu biết được bởi nội quán, tưởng tượng và hồi suy. A Tỳ Đàm, Di Diệu Pháp và các chú giải Pali, tuy nhiên, giải thích hai thuật ngữ một cách khác. Các kinh văn ấy cho rằng ý căn bao gồm tất cả các loại của thức, có nghĩa là trong đó có tất cả sáu loại thức. Các kinh văn ấy cũng cho rằng tất cả các thực thể không bao gồm trong các ngoại xứ khác tạo thành pháp trần hay pháp xứ. Như thế, pháp trần bao gồm ba uẩn, thọ, tưởng, hành. Cũng như các loại hình thái di tế không được trực nghiệm qua các căn vật lý. Cách giải thích này có phù hợp với ý nghĩa dự định trong các văn bản Phật giáo cổ xưa nhất hay không? Vẫn còn là một câu hỏi mở.